Danh mạng nhằm báo tiếng Mường sang cải tiến tiếng Việt của mình. Phó giáo sư Bùi Hiền nói gì? Phó giáo sư Bùi Hiền lên tiếng về việc cư dân mạng dẫn link bài báo tiếng Mường để chỉ trích công trình nghiên cứu tiếng Việt cải tiến của ông. Gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ link các bài viết bằng tiếng Mường của báo Hòa Bình và cho rằng đó là tiếng Việt cải tiến của phó giáo sư Bùi Hiền. Nhiều người đã không ngại lên tiếng chỉ trích ngôn ngữ này, thậm chí có những bình luận không hay về cha đẻ của nó. Chia sẻ với phóng viên, phó giáo sư Bùi Hiền cho biết, tôi đã đọc những bài báo trên và khẳng định, đây là chữ Mường mới được sáng tạo và được Viện Ngôn ngữ học và Tỉnh ủy Hòa Bình nghiệm thu. Này có quyết định cho con em dân tộc Mường học là hoàn toàn hợp lý, đúng hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam có 54 dân tộc, nhưng theo tôi nhớ, chỉ mới có hơn 10 dân tộc có chữ viết. Theo hiến pháp của nước ta, các dân tộc có quyền bảo lưu ngôn ngữ và chữ viết của mình. Dân tộc nào chưa có chữ viết và muốn xây dựng chữ viết riêng, phải sử dụng ngôn ngữ quốc gia làm chuẩn. Những người tham gia vào quá trình sáng tạo chữ viết Mường tuân thủ quy định này. Phó giáo sư Bùi Hiền đánh giá, những người sáng tạo nên chữ viết cho người Mường làm rất tốt, rất khoa học, có quy chuẩn rõ ràng và đặc biệt là dễ đọc. Tiếng Mường và tiếng Việt có chung nguồn gốc, có nhiều từ phát âm giống nhau. Chính vì thế, khi nhìn vào chữ viết tiếng Mường, tôi đọc được ngay và có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Phó giáo sư Bùi Hiền phân tích, chữ của tôi là chữ Latin, dùng ghi tiếng Việt theo cung cách riêng của tôi. Còn chữ Mường dùng chữ Latin để ghi tiếng Mường. Vì cùng là chữ Latin nên mới nhìn trông có vẻ giống nhau, nhưng thực ra cách đọc thì khác nhau. Mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng, một quy ước riêng về ngôn ngữ, nên không thể giống nhau được. Tác giả của tiếng Việt cải tiến từ chối phân tích sâu hơn về sự khác biệt giữa ngôn ngữ ông sáng tạo và tiếng Mường. Ông cho rằng cư dân mạng không muốn hiểu và sẽ không tìm hiểu kỹ các công trình nghiên cứu của ông. Họ chỉ cần thấy là tai, gai mắt là chỉ trích. Còn với những người dù biết những bài báo đó là tiếng Mường nhưng vẫn cố tình mỉa mai. Từ nay, người Mường có chữ và họ có quyền sử dụng. Tại sao một số người không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng chữ viết của dân tộc bạn? Chỉ mới thấy lạ mắt rồi cho phép mình nhận xét lung tung và phản đối. Lẽ ra, bạn phải chúc mừng dân tộc Mường đã có chữ viết riêng của mình. Nếu không làm thế thì thôi, chứ ai cho các bạn quyền phê phán và bác bỏ quyền chữ viết của dân tộc Mường và các dân tộc khác. Tự do ý kiến cần dựa trên cơ sở hiểu biết khoa học, chứ không nên dựa vào cảm tính. Trước đó, ông Bùi Hy Vọng, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết, ông đã cùng với rất nhiều nhà khoa học uy tín tham gia vào quá trình sáng tạo chữ viết cho người Mường. Trong đó có tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, thạc sĩ Phạm Văn Nam, những nhà khoa học trẻ của Viện Ngôn ngữ học có những nghiên cứu rất nổi tiếng về ngôn ngữ. Không những thế, giáo sư viện trưởng Nguyễn Văn Hiệp cũng tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu bộ chữ này. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đánh giá, việc sáng tạo ra chữ viết cho người Mường có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu không có bộ chữ này, thì tương lai ngôn ngữ và nền văn hóa Mường có nguy cơ bị biến mất. Chuyện buồn sau ngày khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học mới, lẽ ra người lớn phải dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, nhưng thực tế lại có quá nhiều việc gây thiệt thòi cho các em. Ngoài những lý do khách quan, bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, thì trong ngày khai giảng năm học mới, nhiều chuyện buồn là do chính người lớn gây ra cho các em. Lễ khai giảng năm học mới tại nhiều trường đã được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, không còn cảnh hành xác học sinh như những năm trước. Hình ảnh con trẻ trong những bộ đồng phục học sinh, những bộ cánh mới, nét mặt hân hoan đã khiến không ít người xúc động nhớ lại tuổi thơ của mình. Xúc động hơn khi trong lúc bao trẻ em được tung tăng chào đón năm học mới ở những ngôi trường khang trang, khô ráo sạch sẽ, thì nhiều em nhỏ ở vùng lũ Tây Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phải làm lễ khai giảng bên bờ suối, bên những lán tạm hoặc phải ghép với các trường khác. Đặc biệt, hình ảnh một số học sinh ở Điện Biên phải chui vào túi ni lông để vượt lũ đến trường, khiến nhiều người phải xót xa lo lắng. Buồn và bức xúc hơn là hình ảnh các bậc phụ huynh và các em học sinh nhớ nhát trước cổng trường ở Hà Nội vì bị đổ cát gạch trước cổng trường.
thầy trò phải đi mượn địa điểm để tổ chức khai giảng. Sự thể xảy ra là do những mâu thuẫn làm ăn của người lớn. Dù cấp bên đã lên tiếng biện bạch cho việc làm của mình, nhưng nói chung, dư luận xã hội khó có thể chấp nhận việc làm của những người lớn vô cùng phản cảm và phi sư phạm. Lại nữa, mới ngày đầu năm học mới, hàng chục phụ huynh ở một ngôi trường tiểu học của huyện Hoài Đức đã phải đấu tranh vì tình trạng làm thu. Chủ tịch thành phố Hà Nội đã phải có văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc. Câu chuyện làm thu có lẽ chưa dừng lại ở đây. Nó sẽ còn âm ỉ, diễn ra ở những ngôi trường nữa, nhưng không ai dám hoặc không muốn lên tiếng phanh phui. Cũng trong ngày khai giảng, một ngôi trường ở quận Hoàng Mai đã đón hơn 1.000 học sinh lớp 1. Trong khi trường này mới được thành lập chưa đầy 3 năm, và mới chỉ có 4 lớp 5 ra trường. Với số học sinh cũng như vậy, nhà trường sẽ phải phân ra hơn 20 lớp 1, kết lớp luân phiên nhau học, nghỉ. Vì đâu nên nổi, xin miễn bàn luận. Chỉ muốn hỏi các nhà quản lý nghĩ sao khi chứng kiến cảnh này. Cha tôi là người từng gắn bó với giáo dục hơn 30 năm. Năm nay cụ đã gần 80 tuổi, đã phải thốt lên. Tưởng xã hội phát triển thì con trẻ đi học phải sung sướng hơn, chứ sao lại khổ như thế này. Sau lễ khai giảng được tổ chức theo nếp mới, nhưng tưởng sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ, phải tranh trở nữa. Nhưng thật sự, những câu chuyện buồn này không dễ nguôi ngoai, mà hành thành vết đau nhức nhối. Đến bao giờ việc học tập của con trẻ không còn là cuộc vật lộn, chênh lấn, giành giật như thế nữa? MC Lại Vân Sâm bất ngờ qua đời vì đột tử. Sự việc dường như ngày càng được hâm nóng khi mới đây MC Lại Vân Sâm tiếp tục bị tung tin đồn đã qua đời vì đột tử sau khi cái tên của anh bị lợi dụng để câu view. Cũng bằng tin tức anh đã chết vì bị nhiễm HIV vào năm 2013. Kẻ ác tâm còn ghi thời gian, địa điểm lễ viếng của MC Lại Vân Sâm kèm theo bức di ảnh trên bàn thờ. Tuy nhiên khi click vào đó, tin tức đó lại hiện ra một nội dung khác hoàn toàn. Việc núp bóng các trang mạng uy tín hoặc giả mạo các tài khoản cá nhân của những sao Việt nổi tiếng, cắt ghép hình ảnh tinh vi, kèm theo những thông tin dịch gân như thật về lý do, thời gian, địa điểm, mà cách tin tặc chọn để tăng tính xác thực cho những tin đồn làm chao đảo cư dân mạng đó. Những theo dịch độc địa, những ác tâm của kẻ tung tin khiến cho không chỉ khổ chủ mà cả cư dân mạng điêu đứng. Khổ chủ thì khổ tâm đến chính, cháy máy điện thoại hoặc bất ngờ bị chia buồn trên Facebook. Cư dân mạng thì cả tin một cách vội vàng, không cập nhật nguồn tin chính thống và khóc thảm thiết trên Facebook chia buồn cùng với thần tượng. Liệu đó có đơn thuần là một trò đùa của mạng xã hội? Không hẳn thế, vì ẩn chứa sau những đường link đen được cho là thông tin xấu kia có thể chứa đựng mã độc. Hoặc đơn giản hơn, mỗi click sẽ mang lại cho chủ nhân những lợi nhuận khổng lồ. Còn cư dân mạng đôi khi cả tin một cách vội vã, không tìm đến những nguồn tin chính thống, để phải buồn hụt, đau hụt, khóc hụt với những tin đồn chết người của những kẻ cư dân mạng ác ý. Mạng xã hội đang giết mũi công chúng Việt Nam, bôi nhọ cá nhân, gây hoang mang dư luận, tìm cách sát hạch nhau. Dường như chưa đủ khiến nhiều kẻ tìm cách chọn người nổi tiếng để tế sống, làm chao đảo dư luận. Trong khi những kẻ tin tặc chưa bị pháp luật sờ gáy, cư dân mạng cần phải làm gì để bảo vệ niềm tin cho chính mình trước những thông tin chính đồng, chọn lọc nguồn tin và bình tĩnh xác thực trước thông tin chỉ một chiều trên mạng xã hội là một trong những cách để fan không phải bị dắt mũi. Bội thực vì hồi xuân. Chuyện quan hệ tình dục cũng vậy. Không ít tình huống bị ép quan hệ đến mức dở khóc dở cười và sinh ra nhiều hệ lụy xấu. Trong phòng khám nam học, người đàn ông 45 tuổi gầy gò, đầy vẻ mệt mỏi, buồn bã, bước vào gặp bác sĩ với vẻ e dè, ngần ngại. Tôi có thể giúp gì được anh? Bác sĩ hỏi. Tôi có chuyện khó nói quá bác sĩ à. Gần đây, tôi đến khổ với bà nhà tôi. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm 2 đến 3 giờ sáng là bà lay tôi dậy, vuốt ve và làm các kiểu cho thằng nhỏ của tôi, vươn lên để quan hệ, tôi mệt lắm. Sao anh không trao đổi thẳng thắn với chị ấy? Tôi có nói muốn giữ sức để mai mốt còn đi làm, thì bà cứ nằn nì, đòi chiều bằng được. Không chiều bà thì tôi cũng không ngủ được với bà,
cứ kêu rên rỉ, cào cổ tôi cả đêm cho bằng được thì thôi. Tình trạng này kéo dài lâu chưa? Tầm 3 tháng nay rồi, tôi sút mất 5 kg rồi đấy. Ngày nào tôi đến cơ quan cũng mệt bơ phờ, chả nghĩ được điều gì hay ho cho công việc. Hết giờ làm, nghĩ đến về nhà thôi là tôi đã thấy muốn chán.